chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét mã vật không dây vô cùng là nhỏ gọn, mọi người có thể là để trong túi và mang theo bên mình. Thì chiếc máy này nó có thể kết nối với các thiết bị như là điện thoại, máy tính bảng hay là máy tính thông qua giao thức Bluetooth. Thì mình có thể sử dụng chiếc máy này để phục vụ trong các công việc, đó là thu thập dữ liệu mã vật ở trong kho hàng hóa, hay là cái việc đi kiểm kê, hay là mình có thể là kiểm tra các thông tin sản phẩm. Hoặc là trong y tế thì mình có thể là thu thập dữ liệu bệnh nhân hay là kiểm tra thông tin bệnh nhân. Thì chiếc máy mà em muốn giới thiệu với mọi người có model đó là MS926 của hãng Jimitech. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết hơn xem bên trong nó có những gì và cách hoạt động của nó ra sao. Thì đây là dòng máy Jimitech MS926 mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì đây là một hộp máy mới nha mọi người, đây là phiên bản tiêu chuẩn ha. Thì em sẽ mở ra xem bên trong nó có những gì và sau đó thì sẽ test thử cái hoạt động cũng như là nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Đây, đây cái hộp ha, bên trong nó có gì đây? Đây một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng đó, các web hướng dẫn kết nối cắm sạc pin như thế nào ha. Những cái mã vạch này là mã vạch cấu hình cho mọi người. Đây em bỏ qua tờ này ha. Tiếp theo thì đây, trước khi đến với nhân vật chính thì mình sẽ đi những cái linh kiện đi kèm ha, phụ kiện đi kèm. Đây là cáp kết nối USB Type-C cho mọi người. Đây, cổng kết nối USB Type-C rất thông dụng, mục đích là để mình có thể là cắm truyền dữ liệu về máy tính, và thứ hai đó là mình có thể là cắm sạc pin ha. Đây là có một cái cọc sạc. Đây, cọc sạc Type-C rất là thông dụng nha. Rồi, cọc sạc và sạc. Đây thì có một cái dây để giúp mình có thể là gắn vào trên cái máy và đeo lại để mình có thể là đeo ở người để nó tránh cái việc rơi rớt. Rồi tiếp theo đây là chiếc máy của mình, mọi người có thể xem ha. Xem qua, như ban đầu em nói thì đây là một dòng máy nhỏ gọn, có thể là đút túi và mang theo bên người. Đây, nhỏ tầm đâu đó là bằng hai ngón tay của em cho mọi người. Đó, có thể so sánh là như vậy ha. Đây, màu sắc của nó thì cũng là màu xám và màu trắng. Mọi người có thể xem. Đây là chiếc máy. Đây là cái màn hình LED để màn hình LCD để hiển thị cái thông tin ở đây là khi mà mọi người quét mã vật thì nó sẽ hiển thị lên luôn trên này để cho mình thấy được cái mã vật đó ha. Rồi em sẽ mở nguồn lên ha. Rồi còn phía đầu này, đây là cái đầu quét của chiếc máy nha mọi người. Đây mọi người xem ha, đây là cái đầu quét để chiếc máy. Thì đây là dòng máy nó có thể quét được mã vật 1D và mã vật 2D. Dung lượng pin của cái dòng này đó là 680 mAh, mình có thể là xài được trong vòng 5 tiếng, sử dụng trong vòng 5 tiếng theo thông số của hãng thì mình có thể sử dụng trong 5 tiếng. Và cứ 5 giây mình quét một lần, 5 giây mình quét một lần thì có thể là sử dụng trong 5 tiếng nha mọi người. Còn nếu mọi người trong số lượng mà mình quét ngắn hơn, nhanh hơn thì có thể là dung lượng pin nó sẽ nhanh hết hơn nha mọi người. Đây thì dòng máy này nó sẽ kết nối với các thiết bị của mình thông qua là kết nối Bluetooth hoặc là nó có NFC. Để mọi người có thể kết nối NFC với các thiết bị di động của mình. Có NFC thì mình có thể là kết nối một cách dễ dàng hơn so với kết nối Bluetooth nha. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành mở ra và quét thử cũng như kết nối thử khả năng đọc của chiếc máy này. Bây giờ em sẽ tiến hành khởi động và kết nối test thử cho mọi người xem về khả năng quét của cái dòng máy Jimitech MS926 này nhé. Thì đầu tiên thì mở nguồn lên. Đây, sau khi mở nguồn lên thì em sẽ vào menu để em có thể là bật cái chế độ Bluetooth. Đó, nhấn hai nút bên hông này khá là dễ. Rồi, Bluetooth. Enter. Bluetooth kia đây. Rồi em mở Bluetooth bên điện thoại lên nha. Và tiến hành tìm kiếm mà. Đây, nó tìm được cái Bluetooth rồi nha mọi người. Người đợi một xí. Rồi em sẽ chọn vào để ghép đôi. Ghép đôi đó. Đó, ghép nối này. Rồi, tổng thanh báo nó báo là ghép nối hoàn thành rồi nha mọi người. Thì em đã kết nối cái thiết bị với lại là cái thiết bị quét với lại cái điện thoại của mình đó nha mọi người. Thì mọi người có thể kết nối với thiết bị chạy Android hay là thiết bị iOS cũng được thôi. Hoặc là nếu như máy tính của mọi người có Bluetooth thì mọi người có thể kết nối Bluetooth thôi. Tại vì nó là một cái thiết bị có kết nối thông qua giao thức Bluetooth, nên những cái thiết bị nào mà có Bluetooth thì nó có thể kết nối ha. Thì bây giờ em sẽ quét thử cho mọi người xem về khả năng đọc của nó ha. Hiện tại em đang có một cái bảng màu rất là nhiều loại mã vật ở trên này. Các mọi người xem ha. Em sẽ quét thử cho mọi người ha. Đây mã A8 này. Đây, quét xong cái nó đổi cái dữ liệu về ngay cho mọi người này. Đây này.
quay xong cái nó nhảy liền ha, nó đọc khá là nhanh cái mã vạch này ha. Rồi ví dụ như mã này MSI ha. Rồi đây là số cái mã này nó khá là lỗi này, để quay thử xem ha. Mã 1T khá là lỗi này. Đây, mã này bị xước ha, mã này bị mờ ha. Đây, nó vẫn đọc được ok ha, còn mã này bị mất nét hoặc là bị che với cái gì đó ha. Đây, nó vẫn đọc tốt này. Ở đây là mã vạch màu nha mọi người. Đây, quay thử cái mã vạch màu xem ok không nha. Nó vẫn đọc được nha mọi người. Đây, màu vàng này. Đọc tốt này. Đây, màu xanh nó vẫn đọc được, mọi người cứ cố gắng là di chuyển cái cự ly để mình nằm trong cự ly nào nó có thể là đọc tốt nhất. Có thể nha mọi người. Đây những mã vạch màu này mình đã test rồi ha. Rồi, qua. Rồi tiếp theo mình sẽ tới với cái code 2D. Thì đây có cái code data matrix này. Code 2D là data matrix đây mọi người. Để anh sẽ quay thử cái code 2D. Đây, quét xong nó cũng nhảy dữ liệu lên nha mọi người. Đây, đấy quét khá là nhảy ha. Đây là code đây là code GS1 data matrix này, cũng ok này. Rồi, tiếp theo đây là QR code ha. Nó có cái QR code này thì khá là đẹp rồi ha. QR code này chắc sẽ được ok á. Nó khá là đẹp ra đọc ha. Còn QR code này thì khá là mờ này. Nó vẫn đọc tốt nha mọi người, còn QR code này nó bị béo này. Có thể là do quá trình in ấn gì đó. Nó bị lỗi, bị méo thì nó vẫn đọc ok này. Rồi đây PDF này mình test rồi ha, QR code này có thể là em test một chút. Đây có QR code màu nè, tại vì cái máy này là dòng 2D nên nó có thể quét được 1D và 2D. Những cái QR code này xem được quét ok không nha mọi người. Nếu mọi người điều chỉnh cái góc để cho nó đọc được ha, QR code này nó khá là nhiều thông tin đây và trên cái nền màu ha, test này nó đọc khá là nhầy này. Che lại những cái kia để nó không bị đọc nhầm nha. Đó, mọi người thấy nó đọc khá là tốt ha, những cái QR code ở trên đây em đọc khá là tốt ha. Thì đánh giá sơ bộ thì chiếc máy này khá là tiện lợi để cho mọi người có thể mang theo bên người và đọc tốt rất nhiều loại mã vạch 1D và loại 2D khác nhau ha. Hầu như các mã vạch nó đều đọc được. Rồi ngoài ra chiếc máy này nó có thêm một cái tính năng, đó là nó có thể lưu trữ được những cái mã vạch ở trên này. Tại vì trong cái quá trình sử dụng, ví dụ như mình đi xa cái thiết bị này nó bị gián đoạn, nó bị ngắt hoặc là bị ngắt kết nối Bluetooth, thì mình có thể là sử dụng chiếc máy này quét, sau đó nó sẽ đổ cái dữ liệu về cái thiết bị của mình sau ha. Hiện tại giờ trên này là đang là những cái dòng chữ QR code ha. Em sẽ quét trên này, nó sẽ có bộ nhớ 2MB để lưu trữ tất cả những cái dữ liệu hoặc là những cái mã code mà mọi người quét trên này ha. Này ví dụ như em quét code này 128/123/456/78 ha. Quét thử ha. Quét thử một cái nội dung này, cái UPC này. Em quét hai cái nha mọi người. Sau khi mà em kết nối trở về thì nó sẽ tự động trả cái dữ liệu về lại cho cái thiết bị của mình. Đây, em sẽ mở Bluetooth lại, em kết nối lại với chiếc máy. Đây, nó kết nối hoàn thành rồi ha. Đây, thì nó sẽ tự động trả cái dữ liệu về, mọi người thấy không? Đây, này em quét hai cái ha. Đây, sau khi mà cái kết thúc và cái bắt đầu thì mọi người nó có sẽ bộ nhớ 2MB ha, để cho mọi người có thể là lưu được tất cả rất nhiều cái bảo vật, để sau khi mà kết nối trở lại thì nó sẽ tự đọc độ cái dữ liệu tự được về. Đây là một trong những tính năng mà khá là tiện lợi, tại vì trong quá trình mình đi xa hoặc là mình bị ngắt kết nối với cái máy chủ thì mình cũng có thể là lưu trữ trên chính cái thiết bị này để nó có thể là đổ cái dữ liệu về. Thì vừa rồi em đã cùng với mọi người tìm hiểu về chiếc máy Unitech MS926. Thì mọi người có thể thấy chiếc máy này rất là tiện lợi khi mà mình có thể là cầm mang theo bên người, đi kèm với đó là một cái thiết bị smartphone nhỏ gọn hoặc là chính cái điện thoại di động của mình, có thể là hệ điều hành Android hoặc iOS. Kết nối nó sẽ trả cái dữ liệu về, trên đó mình có thể là cài cái app kiểm kho hoặc cái app sử dụng của mình. Mọi người thấy nó rất là tiện ha. Thì chiếc máy này nó có thể đọc rất là tốt những cái mã vạch mà như lúc này mà em test cho mọi người rồi, tất cả các loại mã vạch 1D cộng với là mã vạch 2D. Những cái mã vạch có thể là nó bị mờ hoặc bị xước hoặc nó bị mất nét một chút thì chiếc máy này nó vẫn có thể đọc tốt ha. Những cái loại mã vạch màu hay những cái mã vạch QR code mà nó hơi bị méo, hơi bị mỏng thì nó vẫn có thể là đáp ứng được. Thì cái sự tiện lợi, những sự chính xác và cũng như là cái sự đọc nhanh nhạy của nó thì nó có thể giúp ích được mình rất là nhiều trong tất cả các việc mà mình cần tới việc quét mã vạch. Thì nếu như mọi người cần bất cứ thông tin gì về các thiết bị mã vạch hoặc là thông tin về chiếc máy này, mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimavach.com. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.